Đẹp đến mấy, dàn sao Hoa Ngữ vẫn phải tẽn tỏ vì những cặp lông mày khó đỡ trên màn ảnh. Lưu Gia Linh chẳng muốn nhìn lại tạo hình Võ Tắc Thiên. Dương Mịch trông nhạt nhòa hẳn khi không được xài chỉ kẻ. Đến mỹ nhân Tân Cương như của Lực Na Chát cũng bị pressing vì cặp lông mày làm lố. Chắc mọi người đều biết đến một câu nói đùa từng rất nổi tiếng là con gái không thể ra đường nếu chưa kẻ lông mày nhỉ. Điều này chứng tỏ lông mày đóng vai trò rất quan trọng, quyết định nhan sắc của mỗi người đó. Thế nên, chỉ cần một chút sai sót của stylist thôi thì những nhan sắc đỉnh chóp cũng phải hao hụt ít nhiều. Lưu Thi Thi. Khi tham gia bộ phim Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, dù chỉ là tuyến vai phụ thôi nhưng Lưu Thi Thi vẫn chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa cương nghị. Có lẽ đó là lý do mà stylist quyết chơi lớn, sáng tạo ra kiểu tạo hình cực kỳ dìm sắc Lưu Thi Thi với nguồn cảm hứng đến từ Thỏ Trắng. Nhìn vào cặp lông mày ố dề phối hợp với cặp răng nổi bần bật của bà xã Ngô Kỳ Long, đố ai có thể nhịn cười, còn đâu là nữ thần cổ trang đình đám một thời nữa. Vương Lệ Khôn. Vốn là nữ thần mặt mộc đình đám của Hoa Ngữ, Vương Lệ Khôn chẳng cần trang điểm vẫn có thể chinh phục được khán giả rồi. Vậy mà khi quay bộ phim Phong Thần Diễn Nghĩa, nhan sắc của người đẹp này lại bị hao hụt quá nửa chỉ vì sự làm lố của stylist đó. Chẳng biết vì sao mà stylist cạo mất đuôi lông mày của Vương Lệ Khôn, lại còn chấm đốm hồng ngay đôi mắt để tạo điểm nhấn nữa chứ. Đẹp hay quyến rũ hơn đâu chẳng thấy, chỉ biết trông nữ diễn viên này quê kiểng hẳn. Trương Tử Di. Trương Tử Di là đại hoa đình đám của Hoa Ngữ với hàng chục tác phẩm điện ảnh được xếp vào hàng kinh điển đó. Tài giỏi và có địa vị khủng là thế, ấy vậy mà Trương Tử Di vẫn phải chấp nhận xuất hiện trong phim Dạ Yến với cặp lông mày cách điệu thành hình trái tim khiến nhiều khán giả cảm thấy dở khóc dở cười. May mắn là nhan sắc lẫn khí chất mạnh mẽ của Trương Tử Di đã cứu vớt được nhân vật Uyển Hậu, giúp nó thoát khỏi cảnh trở thành thảm họa trên màn ảnh Hoa Ngữ đó. Lưu Gia Linh. Khi tham gia hai phần phim điện ảnh Địch Nhân Kiệt, Lưu Gia Linh cũng trở thành nạn nhân của stylist. Đã cạo bay ưu thế trên gương mặt bà xã Lương Triều Vĩ thì chớ, stylist còn vẽ những chấm tròn lên mặt cô thay thế cho lông mày. Dù biết rằng đây từng là phong cách trang điểm rất thịnh hành vào thời nhà Đường, nhưng khán giả vẫn khó lòng mà ngấm được, bởi sự phá cách này đã chẳng thể làm tăng vẻ uy nghi bá khí cho Lưu Gia Linh thì chớ, còn khiến nữ diễn viên trông hề hước hơn. Dương Mịch. Khi hóa tình văn trong Tân Hồng Lâu Mộng, chẳng biết có phải lỡ gây thù chuốc oán hay không mà đôi lông mày của Dương Mịch đã bị stylist bỏ quên. Kết quả là khi lên phim, bao nhiêu ưu thế của nàng tiểu hoa sau 85 đều bay biến hết, trừ lại khuôn mặt nhợt nhạt, ảm đạm khiến khán giả khó mà mê nổi. Bảo sao sau khi Tân Hồng Lâu Mộng lên sóng, Dương Mịch chẳng để lại chút ấn tượng gì cho khán giả, còn fan cô nàng thì chỉ muốn đào hố để chôn giấu vai diễn này mãi mà thôi. Cổ Lực Na Chát. Cứ tưởng sau những lần dàn mỹ nhân Hoa Ngữ bị dìm sắc với lông mày như thế, các stylist đã rút được kinh nghiệm. Kết quả lần này đến lượt mỹ nhân Tân Cương bị lên thớt. Trong một phân cảnh trên phim trường, Cổ Lực Na Chát đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi hóa tân nương với đôi lông mày chiếm trọn spotlight. Với kiểu trang điểm quá tay đó, bao nhiêu nét thanh thoát hài hòa của người đẹp này đều cắp nón ra đi, nhường chỗ cho sự già dặn, mệt mỏi. Rõ ràng Cổ Lực Na Chát nhỏ hơn Thành Nghị 2 tuổi, nhưng vì đôi lông mày đen thùi mà cô trông như mẹ kế của đàn anh vậy.